đơn giản nhưng mà không thể giản đơn. Rồi, ok, xin chào các bạn nha. Nói chung hôm nay cũng lâu rồi mình không có ra cái video nào hướng dẫn chia sẻ gì hết trơn các bạn ơi. Hôm nay cũng rảnh rỗi thì làm một cái video chia sẻ cho các bạn cách mà để bấm số để xem kênh thôi nha, xem kênh xem đài á. Đối với TV Samsung thông minh á thì cái bấm nó hơi bị phức tạp xíu nha các bạn. Nói chung là những cái này nó cũng đơn giản lắm, người biết người không chứ không phải là ai cũng biết nha. Thì hôm nay mình làm cái video này hướng dẫn cho những bạn nào chưa biết thôi, còn bạn nào nếu biết rồi thì nếu mà có xem được video thì cảm thấy mình biết rồi thì có thể bỏ qua video cho mình nha. Còn bạn nào chưa biết thì coi theo mình đây là bấm số để coi đại cho nó dễ nha các bạn. Đấy. Đây là mình đang sử dụng cái TV Samsung nha. Rồi mở nó lên. Đấy, TV Samsung mà các bạn có cái remote loại này nha, tức là TV Samsung mà thông minh mà có giọng nói á, đó là cái remote cái dạng hình kiểu này nè. Là mình sẽ bấm theo cái kiểu này để mở lên. Đó, giờ cái TV nó lên rồi nè. Giờ nếu mà bình thường á để mà coi đài á thì mình chỉ cần mình gạt cái nút CH nha nè. Gạt lên gạt xuống thôi là nó sẽ thay đổi cái kênh này thấy không? Các bạn thấy phía bên góc phải bên màn hình nè. Đó, là nó sẽ lên đài xuống đài nè, đó. Nhưng mà ví dụ như mà kênh nhiều quá thì các bạn bấm cái nút này thì nó hơi lâu đó. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách mà nhấn nút, ví dụ như mình xem cái kênh nào đó mình nhớ ở vị trí số mấy đó thì bấm cái số đó nha. Cái này nói chung rất là đơn giản nhưng mà không phải ai cũng biết nha. Đây, ở trên cái remote này nè có phím 123 nè đó, các bạn bấm vô nè nó sẽ hiện lên cái hàng gì nè. Đấy, cái hàng nè 1 2 4 5 6 7 8 9 0 này phải không? Ví dụ giờ các bạn muốn bấm số 15 đi, các bạn di chuyển nè, cái phím tròn nè, đó di chuyển qua nè, thấy không? Xuống số 1 nhấn OK cái nè, xong rồi lại số 5 nhấn OK cái nữa. Đó, là nó ra số 15 là các bạn di chuyển phím lên là chọn OK, như chọn phía sau là chọn OK, thì nó sẽ ra ngay cái số mình chọn nè, thấy không? Số 15 nè, đấy. Nói chung là cái cách bấm phím này nó rất là đơn giản nhưng mà không phải ai cũng biết đâu nha. Tại vì cái nút này thì người ta không có để ý, người ta không biết nó để làm gì, đó là cái thứ nhất. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn thêm một cái cách mà để xem đài được nhanh á, tức là những cái TV là mới giờ nó có tích hợp cái đầu T2 trong cổng á. Thì nếu mình giờ mình xem cáp á thì nó có cái chuẩn T2 thì mình được nhiều kênh lắm, nhưng mà nhiều kênh thì mình bấm được, bấm mà bấm số cái này nó cũng lâu lắm. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn một cách mà bấm nó hiện lên cái clip luôn nha, tức là cái kênh nguyên cái dãy kênh của nó, xong rồi mình di chuyển mình thích kênh nào thì mình chọn cho thôi. Rồi. Nói chung mình sẽ sử dụng cái nút CH này nha các bạn, thay vì mình gạt lên gạt xuống để mình chuyển kênh thôi là cái cách xem bình thường. Còn giờ mình coi cái T2 mới giờ nó nhiều kênh lắm, giờ mình sẽ trước khi cho nó hiện cái danh sách lên thì các bạn bấm giữ cái phím này nè, phím CH nè, bấm giữ nó rồi đợi cho nó chút và buông ra. Đấy, nó sẽ hiện lên cái danh sách kênh nè, bên tay phải mình rồi ha. Đó, xong các bạn bấm trên cái phím chụp tròn này nè, bấm đài lên xuống nè, đó đó lên xuống nè. Nếu mình thích cái kênh nào mình nhấn OK là nó sẽ hát nghe cái kênh đó. Đấy, ví dụ như kênh số 17 nè, phải không? Là nó hát nghe cái kênh đó đó. Đó, nói chung là rất đơn giản nhưng mà không phải ai cũng biết đâu nha. Còn muốn thoát ra thì mình để tự động chút xíu nó thoát ra thôi. Đấy, nói chung đơn giản lắm. Nhưng mà cái TV mình với hôm nay nó không có tín hiệu với bạn, không có đài nha. Tại vì nếu mình quay đi video quá mình để đài lên đây đó, thì nó sẽ bị dính bản quyền, cho nên là mình đã rút cái nguồn tín hiệu ra rồi nha, cho nên các bạn cứ thấy màn hình trắng không. Rồi, nói chung cái tính năng xem đài rất là bình thường nhưng mà chia sẻ cho các bạn nào chưa biết thôi ha. Rồi, nếu các bạn nào cảm thấy thích video này thì hãy like share video cho mình nha, và đồng thời nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi các video kế tiếp nha. Rồi, ok, bye bye. Đơn giản nhưng mà không thể giản đơn.